mời các em học sinh theo dõi chương trình hỗ trợ giáo dục đặc biệt, chuyên mục đọc truyện theo sách tiếng Việt. Các em học sinh yêu quý, trong chương trình đọc truyện theo sách giáo khoa tiếng Việt tuần này, cô Thanh Tân xin gửi tới các em câu chuyện Rất nhiều mặt trăng, trích trong tiếng Việt lớp 4 của nhà văn Ferber, tác giả Phạm Việt Chương dịch. Xin mời các em cùng theo dõi. Rất nhiều mặt trăng. Ở vương quốc nọ có một cô bé xinh xinh chừng 5-6 tuổi. Bé xíu như vậy nhưng cô lại là công chúa. Một lần công chúa ốm nặng, nhà vua rất lo lắng. Ngài hứa tặng cô con gái bé nhỏ bất kỳ thứ gì cô muốn, miễn là cô khỏi bệnh. Công chúa nói rằng cô sẽ khỏi ngay nếu có được mặt trăng. Vua cho mời tất cả các vị đại thần, các nhà khoa học tới để bàn cách lấy mặt trăng cho cô bé. Nhưng ai nấy đều nói là đòi hỏi của công chúa không thể thực hiện được, vì mặt trăng ở rất xa và to gấp hàng nghìn lần đất nước của nhà vua. Nhà vua buồn lắm, than phiền với chú hề của ngài. Chú hề nghĩ một lát rồi bảo: trước hết phải hỏi xem công chúa nghĩ về mặt trăng như thế nào đã. Nhà vua đồng ý, thế là chú hề đến gặp cô chủ nhỏ của mình. Chú hứa sẽ mang mặt trăng về cho cô, nhưng cô phải cho biết mặt trăng to bằng chừng nào. Công chúa bảo: chỉ to hơn móng tay ta, vì khi ta đặt ngón tay lên trước mặt trăng thì móng tay che gần khuất mặt trăng. Chú hề lại hỏi: công chúa có biết mặt trăng treo ở đâu không? Công chúa đáp: ta thấy đôi khi nó đi ngang qua ngọn cây trước cửa sổ. Chú hề gặng hỏi thêm: vậy theo công chúa, mặt trăng làm bằng gì? Tất nhiên là bằng vàng rồi. Chú hề tức tốc đến gặp bác thợ kim hoàn, đặt làm ngay một mặt trăng bằng vàng lớn hơn móng tay của công chúa, rồi cho mặt trăng vào một sợi dây chuyền vàng để cô bé có thể đeo vào cổ. Thấy mặt trăng, công chúa vui sướng ra khỏi giường bệnh, chạy tung tăng khắp vườn. Nhà vua rất mừng vì con gái đã khỏi bệnh, nhưng ngài lập tức lo lắng vì đêm đó mặt trăng sẽ sáng vàng vặc trên bầu trời. Nếu con gái yêu của ngài nhìn thấy mặt trăng, cô bé sẽ nhận ra mặt trăng đeo trên cổ cô không phải mặt trăng thật, sẽ thất vọng và ốm trở lại. Thế là ngài lại cho vời các vị đại thần, các nhà khoa học đến để nghĩ cách làm cho công chúa không thể nhìn thấy mặt trăng. Các vị đại thần, các nhà khoa học đều bó tay. Mặt trăng đã bắt đầu nhô lên qua cửa sổ. Nhà vua vội gọi chú hề tới, nói cho chú hay điều ngài lo lắng. Chú hề vào phòng công chúa, thấy cô bé đang nằm bên cửa sổ, mắt ngắm nhìn vầng trăng tỏa sáng trên bầu trời, tay nâng niu vầng trăng bé nhỏ gắn trên chiếc dây chuyền ở cổ. Làm sao mặt trăng lại chiếu sáng trên trời trong khi nó đang nằm trên cổ công chúa nhỉ? Chú hề hỏi. Công chúa nhìn chú hề mỉm cười. Khi ta mất một chiếc răng, chiếc mới sẽ mọc ngay vào chỗ ấy. Khi ta cắt những bông hoa trong vườn, những bông hoa mới sẽ mọc lên. Có đúng không nào? Chú hề vội tiếp lời. Tất nhiên rồi, khi một con hươu mất sừng, cái sừng mới sẽ mọc ra. Sau khi đêm thay thế cho ngày, ngày lại thế chỗ của đêm. Mặt trăng cũng như vậy, mọi thứ đều như vậy. Giọng công chúa nhỏ dần, nhỏ dần. Nàng đã ngủ. Chú hề đắp chăn cho công chúa, rồi rón rén ra khỏi phòng. Thank you.
yêu quý, chương trình đọc truyện theo sách giáo khoa tiếng Việt hàng tuần xin tạm dừng ở đây. Cô Thanh Tân chúc các em vui khỏe, chăm ngoan, học giỏi và thật nhiều tiến bộ nhé. Hẹn gặp lại các em vào chương trình tuần sau. Thân ái, tạm biệt các em.